Thưa quý vị, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là trách nhiệm của toàn dân, trong đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giữ vai trò nòng cốt. Xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thấm nhuần quan điểm của Đảng, vận dụng tư tưởng lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã luôn bám sát địa bàn, vận động nhân dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, xây dựng nhiều mô hình phong trào điển hình tiên tiến trong các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư. Chính sự gắn bó máu thịt bền bỉ giữa các lực lượng và nhân dân đã tạo nên sức mạnh để ngăn ngừa giật lửa ngay từ tổ dân phố, khu dân cư. Ghi nhận của cộng tác viên Đăng Khôi nhân kỷ niệm 22 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy ngày 4 tháng 10. An toàn, nhanh chóng, hiệu quả. Đó là mục tiêu đặt ra của cửa hàng xăng dầu số 7 quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Giống như bao cửa hàng xăng dầu khác trên địa bàn thành phố, những yêu cầu đặt ra về phòng cháy chữa cháy luôn được các nhân viên ở đây quán triệt, nhắc nhở nhau cùng nghiêm chỉnh thực hiện. Với họ, việc tuân thủ các quy tắc về phòng cháy chữa cháy cũng như hướng dẫn khách hàng là điều rất quan trọng. Tham gia thuần thục trong các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là việc làm thường xuyên của nhân viên cây xăng. Lãnh đạo giám đốc của công ty rất quan tâm đến việc là phòng cháy chữa cháy tại cây xăng như chúng em, và thường xuyên được huấn luyện nhắc nhở và tập những cái phương án phòng cháy tại chỗ. Như em là một đội viên thì có rất nhiều anh em là phải thường xuyên quan tâm là nhắc nhở nhau trong công việc bán hàng cũng như phục vụ và tăng cường an toàn trong công tác phòng cháy chữa cháy. Còn công ty là thường xuyên tổ chức cho tất cả cán bộ công nhân viên tại công ty diễn tập phương án tại đơn vị, và hàng năm là đơn vị là diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy tại cơ sở cho cán bộ công nhân viên thao tác thuần thục những cái phương án mà đề ra. Tham gia vào mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã giúp anh Lê Hữu Bang, một hộ kinh doanh quán ăn tại phường An Khê, quận Thanh Khê, dập tắt đám cháy chưa đầy 3 phút khi được bà con trong tổ liên gia kịp thời hỗ trợ chỉ sau một tiếng chuông. Quá trình chữa cháy thì có tất cả các thành viên trong tổ liên gia mang 6 bình chữa cháy sang. Thì trong 6 bình chữa cháy đó thì dùng hết cả 6 bình luôn thì dập được đám cháy. Dập được đám cháy trong vòng chưa đầy 3 phút. Mới vừa lắp xong mà đã có một cái vụ cháy và đã thể hiện được cái tác dụng của nó. Nên là chị nghĩ cái này cũng cần nhân rộng lên để cho việc phòng cháy chữa cháy các hộ dân được tốt hơn. Hiện thành phố có hơn 510 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và hơn 1.800 điểm chữa cháy công cộng, vượt mức đề ra trong cao điểm 2023. Và đây là những con số biết nói về sự thành công của hai mô hình khi được nhân dân đồng tình ủng hộ. Hiện tại, công an 56 xã phường vẫn tăng cường kiểm tra nhắc nhở các tổ liên gia, vận động hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay, bố trí lối thoát nạn thứ hai, thường xuyên tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Là hiện nay công an phường đang vận động mỗi tổ dân phố là phải có một ít nhất là một cái điểm chữa cháy công cộng để làm sao cho trong từng khu dân cư là luôn luôn khi có xảy ra sự cố tình huống thì là có được ngay cái phương tiện trang thiết bị tại chỗ, bình phòng cháy chữa cháy, các trang thiết bị đập phá. Và qua cái việc kết hợp với cái thành lập cái tổ liên gia phòng cháy chữa cháy này thì là phải liên kết vào cái trong công tác phòng chống tội phạm. Khi phát hiện ra các đối tượng hình sự, các đối tượng trộm cắp, các đối tượng vào hoạt động trên địa bàn khu dân cư thì người dân sẽ có thể sử dụng ngay cái liên gia này để cảnh báo và để huy động cái lực lượng quần chúng nhân dân trong khu dân cư ra để khống chế, bắt giữ và báo cho công an phường. Có thể nói, hoạt động phòng cháy chữa cháy của người dân Đà Nẵng cơ bản đi vào nền nếp, có chiều sâu, hiệu quả. Phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy phát triển ngày một lớn mạnh, trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an ở cơ sở và là một bộ phận quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Chính sự tự giác và tinh thần trách nhiệm cao của người dân sẽ giúp mỗi người được an toàn trong chính ngôi nhà của mình.